Sau khi thành công đặt chân vào The Witch's Road, hội phù thủy của Agatha đã chính thức vấp phải những thách thức ai oán đầu tiên mà con đường đặt ra. Để đạt được điều ước sau cuối, liệu Coven quy tụ toàn gương mặt bất hảo sẽ phải căng mình lên để chống đỡ hàng loạt những cơn ác mộng nào? Chào mừng các bạn đến với Way to Weird Movie. Mình là Thu Minh. Và trong video này, hãy cùng nhìn lại toàn bộ diễn biến đã xảy ra trong tập phim thứ 3 và thứ 4 của Agatha All Along. Không để mất thêm nhiều thời gian hơn nữa, cùng bắt đầu ngay thôi nào. Weirdo, go! Tập 3 tiếp nối diễn biến từ những gì tuần trước để ngỏ, nơi hội phù thủy của Agatha trong nỗ lực chạy trốn khỏi Salem 7 đã thành công mở cổng đến Witch's Road. Hiện diện ở vùng đất này còn có cậu nhóc tạm thời được gọi là Teen và Mrs. Hart, cô hàng xóm tên Sharon, nhưng chẳng ai dường như quan tâm ngoài sự thật. Bà vốn chỉ là người làm vườn ngẫu nhiên mà Agatha rủ rê từ khu phố. Để sải bước trên con đường, các phù thủy bắt buộc phải cởi giày. Đất mẹ yêu cầu một sợi dây kết nối, dòng pháp thuật thiêng liêng phải chảy qua cơ thể. Không gì được phép ngăn cách, chỉ có tâm hồn kẻ mưu cầu được ở đấy mà thôi. Phải mất một lúc thì Coven mới dừng cãi để nhìn nhận tình hình hiện tại. Lilia đưa ra giả thuyết về việc chế ngự nỗi sợ hãi. Alice tiếp lời, lập luận rằng những cơn ác mộng này sẽ xuất hiện dưới dạng thử thách. Mỗi thử thách sẽ khắc họa một thuộc tính hoặc năng lực mà từng phù thủy trong Coven sở hữu. Ngặt nỗi nhóm phù thủy này lại toàn thành phần đang tìm kiếm giá trị chữa lành, nên về cơ bản họ không có ma pháp để vượt qua các bài test của Witch's Road. Cậu nhóc Teen phấn chấn bầu không khí bằng cách đề cập đến thuật phù thủy tập trung vào thủ thuật, thứ ma pháp thủ công đòi hỏi rất nhiều công sức. Đây không phải lần đầu tiên Teen xen vào cuộc trò chuyện giữa các phù thủy, dẫn đến việc mọi người đều thắc mắc về thân phận thật sự của cậu bé. Theo một logic thông thường, nếu Mrs. Hart ở đây, bà có thể nghe thấy những điều mà Teen muốn nói rồi thuật lại với cả Coven. Tuy nhiên, trong cuộc thăm thú vùng đất mới, Mrs. Hart đã hồn nhiên bước chân khỏi con đường, điều được cho là cấm kỵ nếu không muốn bị nuốt chửng bởi chính Witch's Road. Vất vả cứu mạng người hàng xóm, sự tò mò về Teen vẫn còn ở đó. Thế nhưng, nó đã lập tức biến mất khi Jennifer nhận thấy một ngôi nhà nằm trên bãi biển đầy nắng và cát. Bước đến trước hiên nhà, bà cụ Lilia phát hiện các thử thách được trực quan hóa theo các pha của trăng. Ngôi nhà này hình trăng đầy, tức pha nước trăng, có nghĩa là nhiệm vụ cần vượt qua nhờ tài phép của hệ thủy. Pháp sư sở hữu thuộc tính này của Coven là Jennifer nên không lấy làm khó hiểu khi ngôi nhà này được trang hoàng theo thẩm mỹ minimalism, đậm chất healthy và balance. Thú vị là tạo hình của cả nhóm đều bị thay đổi để phù hợp với phong cảnh. Một khi đã đặt chân vào bên trong, cả khu vực sẽ lập tức bị khóa chặt. Thử thách chuẩn bị được gửi đến và họ không thể tìm được lối thoát cho đến thời điểm hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi những người còn lại bàn tán về thử thách đầu tiên, Jennifer đã cảnh báo Teen phải luôn cảnh giác với Agatha. Nữ phù thủy nhắc lại giai thoại rất nổi danh trong giới rằng Agatha đã chấp nhận đánh đổi cậu con trai để có thể chiếm đoạt lấy Darkhold cho riêng mình. Teen băn khoăn liệu điều gì đã xảy ra với Nicholas Skarsgård. Jennifer cũng chẳng chắc chắn, nhưng đã có tin đồn về sứ giả của Mephisto. Vậy là sau hàng thập kỷ được đặt thuyết âm mưu ở vũ trụ điện ảnh Marvel, sự tồn tại của chúa quỷ địa ngục đã chính thức được xác nhận. Bên cạnh Jen, Teen cũng có cơ hội làm thân với Alice. Ban đầu, những tưởng phù thủy bảo vệ này là một người vì nỗi mất mát gặm nhấm tâm can mà vũ trang bản thân bằng thái độ cọc cằn. Thế nhưng Alice thực chất lại là một phù thủy rất hòa đồng, thậm chí có phần nhân hậu hơn so với phần còn lại của Coven. Teen đến bắt chuyện, tò mò về hình xăm trên cánh tay, thứ được Alice chia sẻ là biểu tượng khắc chế lời nguyền. Cụ thể, tất cả những phụ nữ trong gia đình cô đều bị nguyền rủa từ đời này qua đời khác. Hình xăm ấy là cách mà người mẹ quá cố của Alice bảo vệ con gái từ khi mới lên 13 tuổi. Teen an ủi đối phương bằng việc bộc bạch rằng có rất nhiều điều đã xảy ra với bản thân vào lúc bước đến tuổi 13. Ta đều biết trong Agatha All Along, cậu bé rơi vào khoảng 16 tuổi. Sự trùng hợp không thể rõ ràng hơn nếu tham chiếu đến diễn biến kinh hoàng ở WandaVision đã xảy ra cách đây 3 năm. Sau nhiều thời gian chờ đợi, thử thách đầu tiên của The Witch's Road đã bắt đầu với yêu cầu là cả Coven phải uống hết một chai rượu. Hiển nhiên chẳng ai dạy gì mà dây vào một thứ không rõ nguồn gốc, chỉ là nếu họ không dám thử, tình hình sẽ chẳng có gì thay đổi.
Trái ngược với sự lo sợ của Calvin, bà Sharon trong một ngày rất trầm cảm đã rót một ly đầy và nốc đến giọt cuối cùng. Đồng hồ đếm số bắt đầu chạy, cả nhóm chỉ có 30 phút để hoàn thành thử thách. Ai cũng đã uống, chỉ trừ Thin do chưa đủ tuổi và Agatha thì vô cùng hèn để cả nhóm chuột bạch cho mình. Đúng với bản chất là nhiệm vụ thách thức Jennifer, trong chai rượu có chứa một chất độc mang tên cái chích báo thù. Ban đầu mặt của họ sẽ bị phồng lên, kéo theo sau đó là mất khả năng vận động, đi kèm ảo giác, rồi cuối cùng là tử vong. Sở dĩ Mrs. Hart là người nhiệt tình nhất nên các tác dụng phụ đã xảy đến với bà đầu tiên. Trong nỗ lực phân tích chất độc, Jennifer bất ngờ thế nào lại đưa ra câu hỏi liệu bà có nghe thấy tiếng khóc của các nàng tiên hay không? Chi tiết này là xác nhận quan trọng về những thực thể mang tính cổ tích tồn tại trên trái đất. Mùa phim Loki đầu tiên từng khẳng định sự tồn tại của ma cà rồng, còn với Agatha All Along là các nàng tiên. Khái niệm này có thể không lạ lẫm ở Asgard bởi sự hiện diện từ những Dark Elves. Dẫu vậy, đối với nhận thức của nhân loại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trở lại với thử thách, Thin cuối cùng đã phát hiện Agatha chơi không đẹp. Cái thói thủ đoạn này khiến Calvin phát bực, họ đồng loạt quay ra chỉ trích phù thủy tím và Agatha vẫn cứ thế cứng đầu cho đến khi Thin đe dọa mình sẽ uống thay. Chấp nhận bị ràng buộc vào liều độc dược, Agatha lập tức thúc giục cả nhóm tìm kiếm nguyên liệu nhằm hỗ trợ Jennifer điều chế thuốc giải. Quá trình này không dễ dàng bởi cứ mỗi phút trôi qua, chất độc này lại dày vò tâm trí và cơ thể của các phù thủy. Vẫn là Mrs. Hart, bà hàng xóm vui tính là người đã tiến đến giai đoạn ảo giác đầu tiên. Trong cơn lú lẫn ác mộng mà Sharon phải đối diện là quá khứ đen tối, thời kỳ mà Wanda vẫn đang kiểm soát Westview bằng The Hex. Bà nức nở cầu xin Wanda hãy để cho chồng mình thở. Một callback trực tiếp đến những tập phim lấy bối cảnh thập niên xưa cũ của WandaVision, nơi vợ chồng Mrs. Hart đã qua nhà các cựu Avengers dùng bữa. Để rồi sau khi trách móc Wanda trong bữa ăn, ông Davis đã bị nghẹn, ngã sõng xoài xuống đất vì tắc thở. Tình tiết được tiếp nối ở Agatha All Along có thể đang cố gắng ám chỉ đến tội ác bi thảm mà Wanda từng gây ra. Điều mà phù thủy hỗn loạn, thậm chí còn không hay biết khi dựng ra The Hex. Tương tự với Mrs. Hart, phần còn lại của Calvin cũng đã phải đối diện với các mơ hồ thực ảo. Alice chứng kiến một lần nữa thảm cảnh mà mẹ ruột tự tử. Lilia được một cô gái trẻ dẫn dụ đến một căn phòng rất kỳ quái với hai bóng ma quỷ dị. Jennifer thì lại bị một tay bác sĩ da hung dữ, cố gắng dìm cô trong cái vạc nước. Dẫu có hơi chậm một chút, song ảo ảnh của Agatha giận người thay chính là cuốn Darkhold yên vị ở cái cũi trẻ sơ sinh tựa đầu nằm ngủ. Ảo giác sớm dừng lại, nhưng đó mới là lúc vấn đề nghiêm trọng xuất hiện. Thời gian dần cạn kiệt và ngôi nhà trên bãi biển đã bị nhấn chìm hoàn toàn xuống nước. Không sớm thì muộn, các cửa sổ sẽ vỡ tung. Giữa tình thế cấp bách, Jennifer đã sắm vai người hùng khi pha chế thành công thuốc giải độc cùng nguyên liệu tối quan trọng chính là giọt máu của Thin, người không bị nhiễm độc. Sau cùng thì Calvin chẳng thể vượt qua kiếp nạn này nếu không có lời nói mang tính thức tỉnh mà Agatha hướng về Jennifer. Họ có thể tước đoạt đi sức mạnh của cô, nhưng kiến thức thì không bao giờ. Cùng nhau, cả nhóm trốn thoát thông qua một chiếc lò nướng, lồng ghép đến chuyện Grimm cổ tích, nơi anh em Hansel và Gretel trừ gian diệt ác bằng việc đẩy phù thủy vào lò nướng của chính mụ. Đầu ra của lò nướng là một ống trượt trở lại Witch's Road. Chưa kịp vui mừng, Thin bàng hoàng nhận thấy rằng Mrs. Hart tắt thở từ bao giờ, ai nấy đều không khỏi choáng váng. Chắc chắn, Mrs. Hart đã được họ mớm thuốc giải độc. Có chăng đây chính là cái giá cho người phàm đã cả gan đặt chân vào chiều không gian phù thủy. Không người nào muốn tranh luận về nguyên nhân, bởi ít nhiều họ cũng phải gánh chịu nỗi đau buồn trước mất mát vừa rồi. Đặc biệt, Alice phải chịu ảnh hưởng đáng kể bởi sự ra đi từ Sharon. Khi từ lâu, cô đã không thôi ám ảnh trước cái chết của người mẹ, Lorna Wu. Nhận thấy Lilia cùng Jen đang thì thầm về bà, Alice thẳng thắn gạt tan mọi lời đồn, khẳng định Lorna đã qua đời trên con đường. Thời điểm ấy, bà đang lưu diễn quảng bá album mới phát hành và người hâm mộ chính là Calvin của Lorna. Trong một vụ cháy tại khách sạn, họ đã cùng ngân nga Ballad of the Witches để mở ra cánh cổng dẫn đến con đường phù thủy. Jennifer tự hỏi nếu Alice đã quả quyết đến vậy, tại sao cô ấy lại chấp nhận lời mời tham gia Witches Road? Đáp lại, Alice tiết lộ trăn trối của Lorna rằng con đường hoàn toàn đủ khả năng cứu rỗi Alice. Điều mà sau đó được tiết lộ là lời nguyền vĩnh cửu đã bám lấy gia đình họ Wu qua nhiều thế hệ. Đào huyệt thì vẫn chưa xong. Agatha cùng thái độ tỉnh bơ đã vội khích lệ tinh thần cho cả nhóm với mong muốn tiếp tục cuộc hành trình. Jennifer mặt khác không thể hài lòng với tình hình này khi họ vẫn đang thiếu Green Witch, tức là một phù thủy sở hữu sức mạnh trần thế. Trải qua một hồi đấu khẩu căng thẳng, những cái tôi ngút trời đã quyết định sử dụng phép triệu hồi. Họ sẽ đem đến đây một phù thủy xanh,
hành động vốn bị ngăn cấm. Chỉ có điều, họ đều là những kẻ phá luật từ đầu rồi còn đâu. Nắm tay nhau đọc thần chú, một cơ thể quằn quại ngoi lên từ bên dưới lòng đất. Tin khiếp vía lo sợ, họ đã biến Mrs. Hart thành thây ma. Thế nhưng rồi, Rio, tình cũ của Agatha, đã lộ diện cùng điệu bộ điên rồ lấy làm quyến rũ. Bước đi trên The Witch's Road, ngôi nhà tiếp theo đã lộ diện cùng pha trăng lưỡi liềm, báo hiệu cho hỏa thách, ngọn lửa mà Alice là người đóng vai trò trọng tâm. Giống như thử thách vừa rồi, Coven lập tức được tút tắt lại diện mạo để phù hợp với thẩm mỹ của thập niên 60. Rõ ràng ngôi nhà này từng thuộc về gia đình Wu và Lorna đã phải bán bản quyền âm nhạc để gìn giữ trọn vẹn khối tài sản đầy ắp kỷ niệm. Lilia với nguồn gốc sức mạnh là một bà đồng, dường như đã dễ dàng tiếp xúc với linh hồn Lorna vẫn còn vẳng vất nơi đây. Người mẹ cố gắng nhắc nhở Alice đừng rơi vào bẫy của ngôi nhà ma ám mà họ đang dừng chân. Cả hỏa phù thủy lẫn Lilia có đôi chút hoài nghi, thế nhưng họ đều không nhạy bén với những thông điệp mờ nhạt này, cứ thế xem nhẹ các dấu hiệu cảnh báo. Trong lúc khám phá ngôi nhà, Agatha cùng Rio vào phòng thu âm để đong đưa lẫn nhau. Thực tình, đây là pha dụ kèo rất khôn khéo từ Agatha. Cô đã diễn kịch để Rio thừa nhận mong muốn cá nhân. Thông qua chiếc loa, cả Coven đều nghe rõ cách Rio xúi dục Agatha sát hại những phù thủy khác, rồi đánh cắp lấy sức mạnh của họ. Khi ấy, Agatha sẽ trở lại đỉnh cao, cho phép Rio đường đường chính chính lao vào cuộc chiến tay đôi để trả nợ tình. Dã tâm này lập tức khiến Coven phát cáu. Chỉ là giữa lúc tranh cãi đang gay gắt, Tin đã nhấn nút phát cho một đĩa nhạc. Âm thanh ma quái bắt đầu inh ỏi, thứ giai điệu này không hề tỏ ra bình thường, vì đĩa nhạc đang phát ngược. Huyền thoại kinh điển có thật ngoài đời này, bắt nguồn từ những năm 70, giai đoạn mà mọi người truyền miệng với nhau rằng việc phát ngược một số album là cách để truyền đạt thông điệp đến từ quỷ Satan. Lời nguyền dần dần hành hạ Coven bằng những vết bỏng nặng bên bả vai. Alice có thể đương cự lại nó bằng một vòng tròn bảo vệ. Dẫu vậy, đây chỉ là cách chống trả tạm thời. Một khi cơn báo thù đã được giải phóng, thì không có cách nào thu hồi lại. Lựa chọn duy nhất để kết thúc lời nguyền rủa là thẳng thắn đối diện với nó. Xen giữa cơn điên loạn, Agatha tinh ý nhận thấy giai điệu quái quỷ khi được phát xuôi chính là bài ballad của Lauren Wu. Điều này dẫn Agatha đến kết luận chắc chắn về việc thứ đang làm khổ Coven cũng chính là lời nguyền xuyên thế hệ mà phụ nữ nhà Wu phải gánh chịu. Thường thay, Lorna không hát bản ballad vì của cải vật chất hay khát vọng quyền lực hão huyền. Bà dành tâm sức cả đời chỉ để tìm cách giải thoát Alice khỏi lời nguyền gia tộc. Phiên bản ballad của Witch's Road thực ra là một thần chú bảo vệ và họ sẽ phải hòa ca nó với hy vọng đặt dấu chấm hết cho cơn báo thù cuồng nộ. Giai điệu cất lên cũng là lúc ngôi nhà chìm trong biển lửa, lời nguyền lộ diện với hình hài của một con quỷ đỏ rực, con quỷ đầu tiên từng ra mắt ở vũ trụ điện ảnh Marvel. Vượt qua nỗi u uất, Alice càng tấu nhạc càng thăng hoa, cô thiêu dụi lời nguyền của gia tộc Wu, qua đó kiến tạo một lối thoát cho Coven khỏi hỏa thách, trăng lưỡi liềm, tai ương qua đi. Chỉ là phước lành vẫn chưa đến, cậu nhóc Tin đã gục ngã vì mất máu. Trước khi cả nhóm bắt đầu đánh boss, Tin đã bị ném qua cửa sổ, kéo theo một mảnh kính găm thẳng sâu hoằm vào bụng. May mắn thế nào, Jennifer một lần nữa gánh tim cực mạnh, chữa lành mọi thương tổn cho thằng cháu chỉ bằng một liều thuốc hỏa quyện từ nước và ánh trăng. Tranh thủ lúc Tin hồi phục, cả nhóm phù thủy mới có thời gian quây quần để tâm sự thêm về từng hoàn cảnh trái ngang của bản thân. Bắt đầu với Jennifer, cô thực chất không chỉ là một phù thủy mà còn hành nghề với tư cách là bà đỡ. Trong một lần được mời tham gia vào hội nghị về sản khoa, phép thuật của cô đã bị một người đàn ông tước đoạt. Có lẽ chính là kẻ đã xuất hiện ở ảo giác trong thử thách đầu tiên. Kỳ quặc ở chỗ, Jennifer vẫn không hiểu đối phương đã làm như thế nào, cứ thế trói buộc cô mà chẳng cần đến tà phép. Về phía Alice, cô thú nhận cơn giận khi mẹ ra đi đã phong ấn luôn sức mạnh bên trong cơ thể. Bà Lilia Calderu thì khoe chiến tích từ trận chiến nhiều năm về trước, một vết cắn của ma cà rồng trên cổ. Cho đến nay, MCU đã giới thiệu các khái niệm về quỷ hút máu, từ Loki, Werewolf by Night cho đến Agatha All Along. Ấy vậy mà Blade của Mahershala Ali dù được công bố 5 năm rồi nhưng vẫn chưa thấy đâu. Tiếp nối Lilia, Agatha xắn tay áo lên để lộ vết sẹo được gây bởi một cây kim đan thuộc về Daughters of Liberty. Đối với các weirdo chưa biết thì đây là một tổ chức của phụ nữ ở Mỹ trong thời kỳ cách mạng những năm 1760. Họ được thành lập để truyền đi thông điệp đả đảo sự cai trị của đế quốc Anh. Thiết thực nhất là việc tẩy chay hàng hóa Anh, tăng gia nhiều hoạt động sản xuất trong nước, tổ chức các cuộc biểu tình và vận động cho quyền lợi của phụ nữ trong xã hội. Hình tượng người phụ nữ với kim chỉ thêu thùa vì thế đã gói gọn cho toàn bộ phần lịch sử của Daughters of Liberty và không hiểu Agatha đã nghịch dại thế nào mà ăn một đâm đến tận khuỷu tay. Cuối cùng chốt hạ lại buổi tâm sự mùi mẫn, Rio đã chia sẻ về vết sẹo của mình.
Chớ trêu thay, nó là lời nhắc khéo đến Agatha, buộc Harkness phải ngượng ngùng bỏ đi một chỗ. Rio đã theo chân, gợi mở một khoảnh khắc để cả hai trở nên thân mật. Thế nhưng, chính Greenwich lại làm gián đoạn khoảnh khắc đó bằng cách thẳng thắn rằng Tin không phải là đứa con trai đã thất lạc từ lâu của Agatha. Lời tâm sự của Rio thực sự đã đặt ra nhiều bận tâm. Chẳng phải Tin vốn vẫn được tin tưởng với thân phận Billy Kaplan, con trai của Scarlet Witch hay sao? Tạm đặt một bên câu chuyện chim trắng mồ côi của gia đình WandaVision, những tập phim vừa qua của Agatha All Along đã gài gắm nhiều manh mối mang báo hiệu cho danh tích vô cùng đáng ngờ của cậu fanboy này. Trước hết, Tin đã thắc mắc liệu Agatha có phải là người đặt ẩn chú lên miệng của mình, thứ sẽ che giấu cậu khỏi tộc phù thủy. Agatha tin là mình không làm vậy, song cô cũng chẳng dám chắc chắn về bất cứ điều gì. Có hai chi tiết cần phải được lưu ý. Đầu tiên là phép ếm bùa này là một thần chú rất vụng về. Làm ăn thế nào mà để lại cả dấu vết trên miệng của Tin? Chỉ có dân nghiệp dư mới cẩu thả như vậy. Còn phù thủy tinh vi hơn sẽ tìm cách che giấu mọi thứ. Thứ hai, vào thời điểm cả Coven phát hiện ra ấn chú, chính Agatha cũng lỡ miệng chê bai thứ sigil khóa mõm cẩu thả này. Những điều kể trên dẫn chúng ta đến giả thuyết về việc Tin đã phủ phép lên chính mình và cậu sẽ phản bội Agatha trong bước ngoặt ở The Witch's Road. Mục đích là gì thì chưa biết, song thật khó để nó trượt khỏi số phận của Scarlet Witch. Tất nhiên, Rio có thể đang nói dối Agatha, thậm chí Greenwich có khả năng là người đã đặt dấu ấn lên Tin để Agatha không bao giờ khám phá ra sự thật. Bên cạnh bằng chứng về tình cảm sâu sắc được nảy sinh chỉ sau vài ngày gắn bó, ta cũng có thể nhớ đến lời cảnh báo từ Jennifer. Theo đó, dù đứa con của Agatha phụng sự Mephisto hay không, thì mỉa mai thay, Agatha còn không có khả năng nhận biết con trai, ngay cả khi họ đối diện. Ẩn ý này lập tức gợi mở liên tưởng đến viễn cảnh, Tin bằng cách nào đó chính là Nicholas Scratch và Agatha cứ mải mê tìm kiếm con trai mà không hay biết cậu đã ở ngay trước mắt. Ngoài ra, sau khi Tin bị thương do mảnh thủy tinh, bà đồng Lilia đã lẩm bẩm Three of Swords. Ba thanh gương là một lá bài tarot mang hàm nghĩa đau đớn, khổ đày và sự tan vỡ của trái tim. Tin sau cùng vẫn sống sót. Tuy nhiên, nỗi sợ đánh mất cậu bé của Agatha dường như là thứ đã được cường điệu mạnh mẽ hơn thông qua những lời lẩm bẩm từ Lilia. Và vừa rồi là toàn bộ diễn biến đã xảy ra trong tập phim thứ 3 và thứ 4 của Agatha All Along. Không biết chúng mình có bỏ lỡ tình tiết quan trọng nào hay không? Nếu các bạn tìm thấy điều gì thú vị thì cũng hãy bình luận ở phía dưới để tất cả cùng biết với nhé. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi hết video. Còn bây giờ, Way Too Weird, out.